À, tôi không được phụ BR nha. Lúc nào muốn kể chuyện, nghe chuyện thì inbox nha. Cái luôn kia. Ơi rồi, anh có biết gì đâu. Không biết gì đâu. Tin gì đấy, tin gì đấy, tin gì đấy. Là tin 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 hộp này à? Là tiền giật tung nắp luôn. Ồ, cho anh em ơi. Cái đồn là thằng Dewiu nó úp bàn phím quản lý sao? Mẹ thằng ác thật. Trời ơi. Rồi. Mẹ cái thằng Dewiu. Mà đứng sau. Đứng sau cái thằng Dewiu là cái thằng Junlin nó suy dại. Điên thật. Ui giời ôi. Má cái thằng Linh này. Điên thật đi. Mày suối cả bạn. Mẹ muốn bắt tiếng là quản lý. Quản lý là thằng Bảo mà. Ừ. Thằng à, Bảo. Má điên thật này. Nếu mà mình tinh tế mình thông minh nha. Đây là thời điểm thích hợp để đá chén cơm. Bây giờ em bị bắt rồi đó. Nói thật bắt. Nghe điều cái gì? Sự thật đấy. Tin hot hoàn hoàn. Thằng gót đây như úp bàn phím thằng Simon T thôi. Thằng Simon T nhồng lên hai đứa chơi nhau. Thì chơi nhau chân. À? Chiến nhau luôn. Thằng mày làm sao? Mày như nào? Mày tên là? Mày làm sao? Mày ăn tao trước đi. Mày trước đi. Mày vào trước đi. Mày vào trước đi. Mày làm sao? Mày như nào? Mày làm sao? Mày sao? Nhà em á. Vừa tháp mồm lỗ trong nhà ấy. Nhà cũng thằng. Ở đúng ngoài này. Bắn thằng kia ba gì không tóc luôn mà sợ ca. Ngon 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 ngon. Đừng ghi phát em bế rồi này. Anh đi cứu bao rồi. Kê ngoài cho không nhá. Nó trong nhà có một bên, đẩy luôn đây. Kê đây vào ấy. Push. 5 giây. Trời ơi, ra đeo ơi. Bên nhà smoke á. Vâng. Kê cho anh ám sát nhá. Vâng, ok. Còn cái đổ thang nó sao quá anh trai ạ. Đẩy lên. Lắc, bình lên. Đừng. Anh kia là hết giữa nhà em á. Anh lắm rồi. Quay táp luôn nha. Trái em này. Nè, ra giúp rồi. Yếu bái lộn luôn. Hai là chậm 4 qua vừa. Cầu mày chết của anh Tùng. Mày tính chết không nói luôn. Tao đâu có thấy mày đâu mà thấy tao. Ai đi coi bóc ở đâu nhỉ? Đi đem anh ạ, cho em. Anh bắn kìa, sao em dùng kho anh trai? Cho em. Nãy em đâu có toàn bot rồi, nó cũng mùi mưa hả? Đây là mà. Xài lượng 300 mét, đéo nghe thấy tay điếc. Combat không? Combat đã. Chạy rồi. Chạy luôn hả? Có xe ra nhà kìa. Không, nghe. Sấy còn tí nữa không? Được rồi đây. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Cái quý này nó bắn bình này thôi. Đi vòng qua đứa mèo về á. Để nó
để bo ép nó đã. Để mà đi bị hở quá. Đi Tùng ơi. Ê, mình còn chỗ này đứng được vào. Đứng xe luôn á. Nó sẽ bộ đường để không qua không? Mèo đá lên đòi không? Mèo đá đi. Đẹp không? Ok. Ngồi đứng ở tảng đá. Đi anh đi con này. Xe hư rồi. Ui, trời ơi. Nào, đi quéo anh đi xe ba bánh hay sao đi đổi anh vậy? Lên này, lên nóc nhà. Mày có thằng nhà, chứ mày có thằng nhà rì bò. Đá. Chưa? Chưa. Rồi, trên đồi mình lên luôn, không có gì trên đồi sao? Nhà không kìa. Cô bên nhà kia cho mèo với bọn, lên là thấy luôn còn lóc xét. Yo, anh bắn mồm nó, sát thầm hai. Sát đẩy chứ, thầm hai chứ. Không quay. Đấy rồi bao ơi. Ui, còn mạnh mày hai yếu, hai xa nha. Gần để biết. Hai ba yếu. Là bắn thằng nào về riêng anh á, bên trái. Trong dưới này, trong dưới này, dưới này. Dưới này. Xinh. Ừ, hiu nha, hiu nha, hiu nha, hiu được. Nhà cuối. Sai mình ti đấm bi black á, đâu có. Bi Will đấm sai mình ti mà. Nghe cái lùn què. Gà thế. Đâu rồi? Hai ăn đây. Hai bò bên đồ. Hay rồi. Hay gờ. Chết luôn. Bò chán mèo. Ừ. Đó. Lẻ. Thử lái cái sao? Bắn anh Tùng. Bò. Đi Will đấm xe mình ti đấm bi black.